Ok, Lan và Điệp, good luck. Nên là trong cái, các bạn có để ý là trong cái thời, trong cái giải đấu ngày hôm 3 ngày vừa rồi, chúng ta thấy là gáp nhiều hơn là Gobin Gang không? Rất ít người họ sử dụng Gobin Gang, họ sử dụng gáp nhiều hơn. Tỷ lệ gáp chắc là vài một hai bữa nữa thì họ sẽ thống kê luôn là tỷ số người sử dụng thẻ sẽ là bao nhiêu, số lượng thẻ sẽ được sử dụng là bao nhiêu, tỷ lệ là bao nhiêu. Đúng rồi, sống trong Poison dài hơn. Các bạn biết là Poison nó làm chậm đi, vì vậy là cái tốc độ mà để mà gas nó chết so với lại Gobin Gang thì nó dài hơn một chút, nên vì vậy là gas được ưa chuộng hơn. Hôm nay thì giờ chủ yếu là anh em Việt Nam thôi, chứ còn cuối mùa thì chúng ta chỉ có xem bọn mấy thằng nước ngoài nó hay livestream, nên là mình cũng không kỳ vọng lắm, chủ yếu là mấy anh em Việt Nam. Và giờ này thì anh em Việt Nam nhiều khi mình nghĩ là còn đi học, thứ hai nữa là nghỉ trưa, là chắc độ khoảng độ tầm lúc hai rưỡi thì đến sẽ đông, xem đông hơn. Tầm này thì các anh em nào rảnh háng mình ngồi xem livestream, mình nghe mình châm gió thôi. Giờ là bên nước thời điểm này thì bên nước ngoài chuẩn bị nó nghỉ Christmas rồi. Temple Run. Ngày xưa phải nói nhá, ngày xưa lúc mà nó quảng cáo cách đây độ khoảng 7-8 năm, khi mà quảng cáo game ở trên truyền hình nhá. À không, mà quảng cáo điện thoại mà nó sử dụng cái game Temple Run, thì một ngày đó mình ước mơ là sẽ có một cái điện thoại để chơi Temple Run. Ui nhìn đồ họa đẹp thế. Sau này khi mà có những con điện thoại để chơi Temple Run thì chơi chắn bỏ mẹ. Chơi ngày nó còn hack được cơ mà. Nó có lên boop mà không Short Golden Spear. Hình như một shot không nhỉ? Có đủ một shot không? Thôi đợi chiều nay thì chúng ta sẽ có xác nhận xem là nó có đủ một shot không. Nếu một shot thì Dark Goblin lại mạnh quá. Nhưng cũng phải nói là từ rất là lâu chúng ta không thấy Dark Goblin xuất hiện ở trên Tornadder, ngoại trừ một vài deck như kiểu là Lockbait hết. Lockbait là Rascal với lại Prince, và chỉ có deck đấy thôi. Anh rất chào em. Thế là không chết rồi, 1-1 và 3 thì không chết rồi. Sau trận này chúng ta sẽ có trận của Phan Cát đánh với lại Nikoko. Trận đó rất hay. Tuy nhiên thì mình vẫn ủng hộ Lan đã. Lan một trước cũng trượt top 1 anh em ạ. Anh em còn nhớ không nhỉ? Lan như là một trước ở top 3 với cái deck Hawk Lightning. Lan đôi cái lúc 2-3 hôm vừa rồi thầy chuyển sang chơi Archer Queen, nhưng cuối cùng thì có lẽ là Archer Queen lại không hợp lắm. Không phải là không hợp mà là đơn giản là như này, nó sẽ bắt cặp với lại những cái deck mà nó kiểu tỷ lệ tương tự sử dụng cái deck như của deck của mình ấy. Thì khi mà các bạn thay vào Archer Queen thì tự nhiên là các bạn sẽ tự làm khó mình hơn. Hello Lima, cũng giống như mình cũng vậy, khi mà mình chuyển sang chơi Executioner thì mình thực sự rất tù, mình không hiểu vì sao. Có lẽ là tỷ lệ bắt cặp deck nó bị thay đổi. Thì thay vì là khi mà mình sử dụng Wizard thì mình có thể thắng được cái game đấy, nhưng không, khi mà mình chuyển sang Executioner thì gần như là mình không thể đánh được. Đây, mình sẽ cho các bạn ví dụ. Hey Linma, hello Noob Yam.
mình đang cố gắng cho mang cho anh em chất live chất lượng nhất. Ok rồi rồi, let's go. That's okay man. Có lẽ là mình sẽ ăn ra một chút ở đây. That's okay man. Đây, liếm liếm ở đây một chút nè. Liếm capture kéo ra cái này thoáng một chút nữa. Má cái chỗ này nó nhảy từng nấc một anh em ạ. Bực cả mình. Bab Bunny. À, được chưa? Đã chưa? Đã chưa? Đã chưa? Thường thì em thấy chuẩn chứ, phải chuẩn thì mới đánh được chứ. Hôm nay live chưa bởi vì là bên hôm nay là set reset season anh em. Nên là lý do đấy tại sao mình hôm nay live stream hôm nay. Ok, chúng ta là có match up của Famous Kid Lan à. Thôi xem quả nào hay thì các anh em cứ bình luận thôi. Chủ yếu là mình vẫn bình luận cái màn giữa thôi. Mà bên phải chỉ là phụ để cho anh em thích xem thì cứ xem hai màn. Buồn ngủ bệnh đái. 2 1. Turn on the queen. À, rồi, 3 phút của 29 phút cuối cùng rồi, cố gắng vậy.
Hey guys, come back my channel. And sorry, I'm feel a little bit tired. Just asleep. Ian, we got poison. Thomas Quack calling out Quack. Giờ này còn chơi gì nữa, muốn chơi gì đây? Nice, nice. Defense hay quá nhỉ. Để mùa sau nhá, chắc là khoảng độ chủ nhật tuần sau. Khi vào chủ nhật tuần sau mình sẽ live stream đánh cho anh em xem cho vui. Còn giờ này thì xem còn mỗi 28 phút nữa thì xem các pro họ đánh nốt vậy. Em vừa phút lên 2k rồi anh ơi, ghê vậy ta. Nine, eight, seven, earthquake, five, four, three, two, one. Oh my goodness, how does earthquake win? Great job. Are you kidding me? Ok, Ian Golasis. Auto 1 7 times, really? 7 times? Are you kidding me? Yeah, we got a ladder. But his performance on tournament really bad. It will be at least 8 times. It will not, this season he finished so one. Why his performance on tournament CIF final really bad? Why? Anyone explain how? Because he cannot sniper anyone on tournament. He cannot. Yes, yeah. We are not lucky on the ladder. That's right. Tiêu. Hắc phụ mỗi 5k3, vậy hắc chính là bao nhiêu? Hắc chính phải 8k.
giữa là Get With Electro Giant and Fizzy Balloon Baka Golem. Ah, good luck, but not for a tournament. The tournament should be able to match so many deck, different deck with high level. That's right. Good answer. Akalong mùa này em cháy lắm, nhưng mà mình hình như đang tí nữa mình check lại xem Akalong top mấy nhá. Tại vì là không thấy nằm ở trên top độ 50 gì đấy nào. Chuyện Lan và Hàn Hiệp, một chuyện tình các gái. Oh, holy shit! We need lock. 6, 5, 4. Oh my god! Wow!